Xin mến chào các bạn, Minh Toàn đang ở tại Hà Nội và địa điểm Minh Toàn đang đi đó là chợ Phùng Khoang ở Hà Đông, Hà Nội, nằm trên đường Nguyễn Trãi, Hà Đông. Và đây vừa rồi Minh Toàn đi xe máy và vào đây gửi xe vé 5.000. Đây có anh này đứng ngoài bảo là gửi vé 5.000. Và bây giờ Minh Toàn xin mời quý bà con và bác cùng Minh Toàn, nhất là các bạn sinh viên. Đây là một cái chợ mua sắm dành cho các bạn sinh viên bởi vì giá rất là rẻ. Như thế Minh Toàn xin mời các bạn hãy cùng Minh Toàn đi vòng một vòng chợ Phùng Khoang xem chợ Phùng Khoang này nó giá rẻ bất ngờ như thế nào nhé. Đây là các giày dép chỉ 60.000. 60.000 là đồng giá luôn này. Đây 60 thể thao cao gót 80 nhỉ? À 60 80. Cao gót là 80, thể thao cao gót 80. Cao gót là 80, bệt là 60. Giày giá 60 em ơi. Nhưng giày cao gót là 80, còn lại bệt là 60, rất là rẻ và mẫu mã. Mẫu mã rất là đẹp luôn. Giày giá 60 em ơi. Thanh lý các loại giày dép đồng giá 60.000 một đôi, giày thể thao, giày cao gót 80.000 một đôi, chuyên bán buôn bán lẻ, mua một đôi tặng một túi sách đầy. Thanh lý các loại giày dép đồng giá 60.000 một đôi, giày thể thao, giày cao gót 80.000 một đôi, chuyên bán buôn bán lẻ, mua một đôi tặng một túi sách đầy. Thanh lý các loại giày dép đồng giá 60.000 một đôi, giày thể thao, giày cao gót 80.000 một đôi, chuyên bán buôn bán lẻ, mua một đôi tặng một túi sách đầy. Thanh lý các loại giày dép đồng giá 60.000 một đôi, giày thể thao, giày cao gót 80.000 một đôi, chuyên bán buôn bán lẻ, mua một đôi tặng một túi sách đầy. Thanh lý các loại giày dép đồng giá 60.000 một đôi, giày thể thao, giày cao gót 80.000 một đôi, chuyên bán buôn bán lẻ, mua một đôi tặng một túi sách đầy. Thanh lý các loại giày dép đồng giá 60.000 một đôi, giày thể thao, giày cao gót 80.000 một đôi, chuyên bán buôn bán lẻ, mua một đôi tặng một túi sách đầy. Thanh lý các loại giày dép đồng giá 60.000 một đôi, giày thể thao, giày cao gót 80.000 một đôi, chuyên bán buôn bán lẻ, mua một đôi tặng một túi sách đầy. Thanh lý các loại giày dép đồng giá 60.000 một đôi, giày thể thao, giày cao gót 80.000 một đôi, chuyên bán buôn bán lẻ, mua một đôi tặng một túi sách đầy. Đây, quý bà con bác đang nhìn thấy là ở đây là những cái cảnh mà buôn bán ở chợ Phùng Khoang. Thứ nhất là về giày dép ở đây chỉ có 60-80.000 một đôi thôi. Giày như giày bệt là 60.000 một đôi, nhưng giày cao gót là 80.000. Em đến đây em mua giày à? Không á? Mua giày chi không? Và đây là các cái tiệm quần áo, mà ở đây quần áo cũng rất là rẻ nên mà các bạn sinh viên cũng là một cái
nơi để các bạn thành viên có thể về đây để tìm mua sắm những cái bộ đồ cho mình hoặc những vật dụng cá nhân cho phòng trọ của mình. Rất là rẻ luôn quý bà con các bác ạ, và Minh Toàn sẽ tiếp tục gửi đến các bạn trẻ cũng như quý bà con các bác về hình ảnh của chợ Vùng Khoáng nhé. Thì quý vị và các bạn, cái lượng người mà về với chợ Vùng Khoáng rất là nhiều. Như bà con các bác đang thấy, cái chợ Vùng Khoáng này thu hút rất là nhiều bạn trẻ. Đây là cái lượng người đi vào chợ Vùng Khoáng. Đấy. Ngoài mà các mặt hàng quần áo ra thì đây còn có những cái điểm ăn uống, ví dụ như là chè Sài Gòn, Thanh Huyền. Đấy, quý bà con, các bác có thể nhìn thấy được đây là một cái điểm thu hút rất là nhiều giới trẻ về đây. Đây, cái điểm chè Thanh Huyền ở đây có còn có quán nhậu này, gà rất là ngon luôn. Đấy. Và được phục vụ bởi những anh chàng khéo tay đẹp trai như thế này. Thank you.
thưa quý bà con, đây là những cái em sinh viên mà về với chợ Hùng Quang mua sắm. Ở đây cũng bạn cũng biết được luôn là cái sự thu hút của giới trẻ về với chợ Hùng Quang. Và bên Toàn đã hứa hẹn với quý bà con cô bác là sẽ quay lại một số cái ảnh chợ Hùng Quang gửi đến quý bà con cô bác. Chính vì thế mà hôm nay bên Toàn đang có mặt tại Hà Nội và muốn gửi đến quý bà con bác về chợ Hùng Quang, về cái chợ mà sinh viên hay mua sắm nhất ở Hà Nội này, để giúp cho các bạn sinh viên có thể là biết được tu điểm mua sắm khi mà chúng ta học các cái trường đại học ở Hà Nội, cũng như là bà con có bác mà về với Hà Nội thì muốn mua những cái sản phẩm rẻ, giá rẻ mà chất lượng theo cá nhân mình Toàn cảm nhận cũng cảm thấy tuyệt vời, thì chúng ta về với chợ Hùng Quang. Đây mình Toàn không phải là quảng cáo cho chợ, mà mình Toàn cũng chẳng phải phí ai cho shop nào ở đây cả, nhưng mà với cá nhân mình Toàn thì mình Toàn cảm thấy mua sắm ở đây với một cái giá cũng khá là chấp nhận được, và chất lượng nó tương đồng với cái giá và có thể là nhỉnh hơn cái giá một chút, thì mình Toàn giới thiệu đến các bà con của bác mà thôi. Và đi sâu thẳng vào trong này thì còn có nhiều quán ăn vặt và những cái cửa hàng shop để bán quần áo, thời trang cũng như là thể thao, thì cũng rất mong quý bà con cô bác chúng ta hãy theo dõi tiếp cái video, và có thể là mình Toàn sẽ chia sẻ một số hình ảnh trên Hùng Quang này qua video, một số video ở trong kênh mà quý bà con cô bác đang xem, thì rất mong quý bà con cô bác đón xem và theo dõi một số cái hình ảnh về chợ Hùng Quang qua cái kênh của Minh Toàn hoặc là cái danh sách phát là Hà Nội ngày nay. Đây là một cái trong những cái shop rẻ ra rẻ mà chỉ có 60-80 ngàn thôi này, rẻ bệt là 60 ngàn và rẻ cao gót là 80 ngàn. Bà con cô bác vào đây lựa chọn thoải mái, nó giá nó tầm khoảng 80 ngàn đổ về thôi. Đấy. Những đôi giày rất là đẹp, chẳng khác gì ở những đôi giày thương hiệu trong được trưng bày trong những cái shop mà thời trang lớn mà quý bà con cô bác đã tiếp xúc và đi qua hoặc là tham quan. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà giá chỉ có 60 đến 80 ngàn thôi. Em mua được chưa? Ui dồi, hóa hết quá nhỉ. Bữa này bao nhiêu tiền? 60 ngàn à? Đây là một em gái của tôi mà đang chọn giày. Đây là em gái của Minh Toàn đang chọn giày. Về đây thấy giá hấp dẫn quá, phải nghe đang chọn giày ở đây. Đây, và bây giờ là video của Toàn, cái thẻ nhớ nó hơi đầy, Minh Toàn xin dừng video ở đây và hẹn gặp lại quý bà con và bác trong video tiếp theo nhé.